Bảo Hiếu xin được gửi lời chào tới toàn thể các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn những cái bước cơ bản nhất để mọi người có thể là bước đầu mua một cái sản phẩm kèm melodica đấy, hay còn gọi là pianica đấy, thì các bạn sẽ có thể là biết cách sử dụng ở mức cơ bản nhất, sau đó chúng ta có thể tìm hiểu và phát triển thêm nhé. Đó, thì cái kèm bên mình thì có loại màu đen, màu hồng, màu xanh, thì cơ bản nó có loại 32 phím và loại 37 phím. Đó, nó sẽ có ống thổi ngắn và thổi dài, nhưng mà thường các bạn mới tập thì đương nhiên bước đầu chúng ta sẽ dùng ống thổi dài. Đó, ngậm thổi và nhìn phím để bấm. Thì các bạn lưu ý rằng đây là một cái loại nhạc cụ mà nó vừa kết hợp giữa là một cái hình thức là kèn, đúng không ạ? Tức là ngậm thổi, đấy, thuộc nhạc cụ bộ hơi, và nó cũng lại thuộc giống như là một cái cây đàn piano thu nhỏ, đấy, tức là dùng phím để bấm. Đấy, nó không có điện, đấy, mà chúng ta sẽ kết hợp cái sức thổi hơi này và kết hợp tay bấm. Nên là sẽ rất là hay, kết hợp với rất nhiều kỹ thuật, kể cả ngón trên piano và cái hơi cũng như là các kỹ thuật của bộ môn sáo mà sang, sáo kèn mà sang các bạn nhé. Đấy, thì trước tiên là để thổi được thì chúng ta cần ngậm thổi để cấp nguồn hơi cho nó, đúng không ạ? Đấy, thì cái việc ngậm thổi này, đó, thì các bạn lưu ý là để tiện cho cái việc sử dụng kỹ thuật lưỡi đơn thì chúng ta không ngậm sâu nhé. Nhiều bạn ngậm nhỉ, đúng không ạ? Đó. Như vậy nó chiếm mất rất nhiều cái diện tích của khoang miệng và chúng ta không đánh được lưỡi đơn hoặc đánh rất mờ, đúng không ạ? Nên chúng ta ngậm một chút xíu, gần như là một chút xíu ngay cái phần đầu của ống thổi này thôi, đúng không? Đây. Một chút nhé. Nếu các bạn ngậm nhiều quá nó sẽ rất là khó đánh lưỡi. Đấy là vấn đề ngậm. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn sơ qua luôn về cái kỹ thuật lưỡi đơn này. À, các bạn thấy là ví dụ khi mình đang để im này, thổi nó không kêu, đúng không ạ? Nhưng mình bấm một phím này, ví dụ nó rô đã kêu rồi, nhưng mà làm sao để nó kêu cùng bấm này nhưng mình lại kêu ra nhiều nốt, ví dụ đấy, mình cứ bấm này đấy. Còn nếu các bạn ngân dài nó chỉ kêu một nốt thôi thì đây là kỹ thuật lưỡi đơn. Thì các bạn giống như là khi chúng ta phát âm chữ tù ấy. Đấy, nhưng mà không phải là đọc, bởi vì đọc nó sẽ kêu trong thanh quản, mà chúng ta phải phát âm dạng như là phát âm gió ở bên ngoài, đúng không? Đó này, các bạn sẽ thấy cái lưỡi bật giống như khi phát âm chữ tù nhé, nhưng mà đọc gió, đúng không nào? Đấy, kể cả lưỡi kép cũng vậy. Đó là xong vấn đề lưỡi. Đương nhiên là các bạn cứ tập nhé, có gì thắc mắc thì mình sẽ hỗ trợ thêm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, các bạn có thể là xem lại gần này để mình hướng dẫn với các bạn về cái thế bấm. Đó, nói chung là cái này thì sẽ hướng dẫn cho các bạn từ những người cơ bản nhất các bạn có thể chơi được. Tức là ví dụ các bạn là một người chưa biết một chút gì, đấy thì chúng ta nhìn trên cái phím đàn chúng ta cũng rất dễ dàng để nhận diện được cái nốt này. Ví dụ nó đồ này, re mi này, nó ghi sẵn ở đây rồi, bằng tiếng Việt này rất là dễ rồi, đúng không ạ? Đó. Thì các cái phím màu trắng chúng ta thấy là những cái phím gọi là nốt cơ bản. Đấy, đồ re mi fa son la si thì lại đố re mi fa son la si, đúng không nào? Đó là những nốt rất cơ bản. Đó, thế còn các cái phím đen này là cái phím gì? Đó, nếu các bạn nào chơi piano rồi thì không nói, nhưng các bạn chưa biết thì đây chính là các cái nốt thăng giá. Ví dụ, đây là nốt đồ là 1 đi, thì đây là 1 rưỡi và đây là 2, đúng không? Thì nốt đồ, đây là nốt đô thì đây là nốt đô thăng. Đấy, và cái nốt đô thăng này cũng chính là nốt re giáng. Đấy, đúng không? Đấy, 2 xuống đây, 1 rưỡi xong rồi xuống 1 thì đây nó chính là nốt thăng này, đô thăng này, re giáng này. Đây re thăng hay mi giáng này. Cứ như vậy các bạn có thể tính này. Đó. Thì khi các bạn gặp một cái bản nhạc người ta bảo là chỗ đây nốt đô thăng chẳng hạn thì chúng ta bấm chỗ này, chứ nó không phải là nốt nốt thường này. Đấy là các bạn lưu ý nhé. Thế còn là sau khi xác định được nốt rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này bấm này về cái cách gọi là cái thế ngón bấm tay đấy. Thì nếu mà ai chơi ở bước gọi là sơ khai nhất thì chúng ta dùng một ngón đi, đúng không ạ? Giống như là gọi cò mổ đi. Chúng ta thuộc một cái đoạn cảm âm nào đó thì bây giờ chúng ta sẽ chơi. Ví dụ cái bài chúc mừng sinh nhật đi, ví dụ có những người thổi là son son la son do si chẳng hạn. Đấy thì các bạn đấy nhìn cứ nốt son đấy. Ví dụ chúng ta đọc là son son la son do si thì nó sẽ là, đúng không? Đấy, chờ một ngón ra bài, đấy là bước sơ khai nhất. Thế còn khi các bạn có thể là yêu thích hơn rồi, các bạn có thể tập thêm theo giống như là cái cách chơi của piano, đó là về cái tư thế tay. Thì các bạn lưu ý rằng cái tay các bạn hơi khung khung như này. Đó, cái ngửa giống như là các bạn đã cầm một cái trái bóng nó hờ hờ. Đấy, thì các bạn đặt lên này. Đó, thì bước đầu các bạn đặt thì lưu ý cho mình về cái tư thế này. Có 5 ngón, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đặt vào nốt đồ là ngón cái. Tiếp theo là nốt re. Tiếp theo nốt mi, fa, son. Đấy, thì lưu ý là cái tay nó cũng mức vừa phải như này. Đúng không? Đó. Nó đừng thẳng nhiều bạn như này, cứng lắm, đúng không? Đấy, nhiều bấm như này, rất cứng. Đấy là về cái tư thế. Và thêm nữa là cái phần cổ tay này.
Đó, từ cái phần mặt tay đến cổ tay này, nó sẽ vừa phải như này. Nhiều bạn bấm như này nó bị cong quá như này, hoặc là để cao quá như này, bấm theo kiểu dạng ấn như này cũng không phải, đúng không? Đấy, nó gần như là phẳng. Và tay các bạn làm sao để nó thoải mái. Đó, nó như này. Đấy, nó hơi khum khum lại. Đấy thì chúng ta cứ tập bấm như này. Đô, re, mi, fa, son, xong lại son, fa, mi, re, đô, cứ từng ngón như vậy, cứ tập bước đầu chậm xong rồi dần quen. Nhanh, đúng không? Đó, cái thứ hai các bạn có thể muốn, đây là do re mi fa son là 5 ngón. Nếu các bạn muốn bấm tới nốt đô thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển như này. Đô này, vẫn là ngón cái, nốt tiếp theo re, nốt tiếp theo mi. Bắt đầu đến pha thì các bạn sẽ luồn cái ngón cái này xuống dưới đặt vào nốt pha. Pha thì tiếp theo lại son, la, si và đô. Đấy mình bấm nhé. Cách thứ nhất là cứ do re mi fa son thôi. Đúng không? Cách thứ hai. Này ngón cái luồn này. Đúng không? Đấy, anh bấm lại lần nữa nhé, cái cách thứ hai để vượt quãng là dài hơn. Đây, ngón này. Đó. Thì các bạn tập nhiều thì nó sẽ quen. Và khi các bạn quen rồi thì chúng ta sẽ di chuyển linh hoạt. Và nó có một cái lưu ý là tức là khi các bạn muốn chuyển lên đấy, thì các bạn vòng cái ngón cái dưới này. Khi các bạn chuyển xuống thì cái ngón nào đấy nó sẽ vượt lên theo hướng như này. Đó, đúng không? Chứ không để cái bị ngón này ví dụ chuyển lên các bạn bấm như này là bị ngược, đúng không ạ? Hoặc là ngón này chuyển xuống các bạn bấm vòng như này là không phải. Đấy, thì ngón cái thì vòng dưới này. Đấy, ngón này thì vòng lên trên. Đấy. Là cái thế bấm là như vậy. Và khi các bạn tập nhiều thì ngón các bạn linh hoạt, nó sẽ đúng về cái tư thế. Thì nói thật là bản thân mình cũng là một người gọi là có tìm hiểu thôi, chứ cũng không chuyên về cái mảng bàn piano hay organ, nên là về cái tư thế gọi là cũng ở mức cơ bản thôi, nó cũng không chuẩn chỉ hết được mọi thứ. Nhưng cái cách là như vậy, thì bước đầu khi các bạn chơi được thì chúng ta có thể là xem thêm các cái clip hướng dẫn và chúng ta tập nhiều hơn. Đấy, thì chúng ta đam mê hơn thì sẽ tìm hiểu sâu hơn các bạn nhé. Đó, và trong quá trình các bạn luyện tập có gì khó khăn thắc mắc cần hỗ trợ cần giải đáp thì các bạn có thể với góc quay như này nhé, các bạn gửi lại cho mình, tức là mình cũng bấm như này mà tại sao nó không được, hay là gặp khó ở chỗ này chỗ kia, thì các bạn có thể là gửi lại clip thực tế thì mình sẽ xem và sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn. Chúc các bạn sẽ luyện tập tốt nhé.